Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh YouTube Xưởng Tiện Máy Tính nha. Thì hôm nay bên mình có nhận lắp một cái con máy là Cumin Tour 3500 nha. Lắp hộp số là 112 nha. Thì nói chung là lắp vô cái cano là 7m5, ngang 2m, cao 1m. Thì lót sàn với ghế này kia nọ hết trơn, đang trong quá trình hoàn thành nha. Một lát xong rồi thử test tốc độ cho anh em xem nè. Cumin này 6 máy nha. 6 máy. Quay cho anh em coi nha, dàn chân giờ làm lại ok, cứng cắt hoàn hết rồi. Đây là cái đồ để đồ. Cố gắng hệ thống trợ lực nha. Tính số bên gần nha. Máy này rất khủng nha, máy này nặng 800 kg. Rồi thanh em mới nhiều, anh em nào có cần thiết thì liên hệ nha. Chút xíu rồi xong mình đang quay thử test nhịp, nhịp nó chạy nhịp 5 tắc. Quay lửa không? Gì? Quay lửa không? Đang trong quá trình thử làm dịch thôi. Bây giờ đâu rồi, thôi mà khỏi đâu. Số đây còn dính không ơi, còn dính không ơi, còn dính bờ không ạ? Vừa ngay trong cái đi mày. Số 6, số ra cái không mày? Số ra dính anh ơi. Em ra sao lúc lái nữa? Lúng đâu lúng. Ông đủ mới nặng hơn cái bệnh chút chứ. 35 kg là làng. Dính gì? Đi theo đồng chí, thọc cái tay xuống. Lên trước cho nó ba mới để nằm cành. Nó trôi cũng có bò vậy. Đi tránh bên đây, ngồi đây nè. Cho tao quay đồ. Thấy rõ gác đi qua đó. Ở đó chạy không mà. Ở đó chạy tánh không mà đâu dễ vậy. Mà. Làm chơi của gác cái cọc cả. Dính không? Mà có đụng dính dịch mới sợ. Đây là ông chủ anh Tăng nha.